Alo, mày đi Hà Tiên nhiêu phút rồi? Đi Hà Tiên 15 phút mà. Giờ có tàu không? Đợi sáng mai đi anh. Bây giờ có tàu về không? Anh lên đảo Hải Tặc ha. Anh lên đảo Hải Tặc thôi, giờ 4 giờ tàu hết chạy rồi, anh ngủ lại mai về. Vậy không ha? Thằng Winburn đó, nó cũng 2 triệu mấy. Thằng này nó cũng 2 triệu mấy. Nhưng mà qua Winburn nhìn như cung điện nữa. Tự nhiên qua này 2 triệu mấy nhìn như nhà của nô tỳ. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog du lịch của Duy Nguyễn. Vẫn có tour miền Tây tiếp tục trong tỉnh luôn, tỉnh Kiên Giang. Cà Mau với Kiên Giang là hai cái tỉnh mà nó gọi là nó cuối cùng của Việt Nam trên bản đồ hình chữ S nha. Cà Mau sau này nó lên lắm mà. Lên thì tại nó có những cái địa chính trị nó quan trọng. Còn cái tỉnh Kiên Giang đó, nó cũng là một tỉnh tiếp giáp biên giới với Campuchia. Nó trên Kiên Giang ở Hà Tiên nó có cửa khẩu luôn nha các bạn. Và ngày hôm nay là Duy Nguyễn nói về Hà Tiên. Hà Tiên là một trong những cái địa điểm mà cũng khá là nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Mà nhắc tới Hà Tiên đó, ngày xưa là phải nhắc tới ông Mặt Cũ nha. Cha Mặt Cũ này, cha Phản Thân Phục Minh hay gì đó, chạy trốn bên Trung Quốc, chạy qua đây, chạy sau chạy tới Hà Tiên khai phá mấy em. Nói thôi chứ ông dẫn đâu đàn em đông lắm á. Mặt Cũ mà, Mặt Cũ là khi bạn đến tới Hà Tiên là bạn sẽ một cái tượng. Đó là cái tượng Mặt Cũ, má tay cầm kiếm, tay cầm sách, đúng không? Đó, ghê lắm. Ông này nổi tiếng mà, ông này là có công khai phá ra Hà Tiên. Mà nguyên cái gia đình họ Mạc đó là người ta quản lý cái gọi là cái trấn Hà Tiên hồi xưa. Rồi sau đó cái ông Mặt Cũ này nè, ông đầu hàng ông chú Nguyễn. Đó, đầu hàng chú Nguyễn, không phải tức là lúc đó đó là những cái thế lực phong kiến mà gọi là nó tùm lum la hết. Nó có chú Nguyễn nè, rồi nó có Vương Sim nè, nó có Campuchia nè, nhưng mà ông Mặt Cũ này ông chọn Mặt Gỡ Vàng. Ông qua ông đầu hàng chú Nguyễn, ông dâng nguyên cái Hà Tiên cho chú Nguyễn. Đó là lý do ngày nay Việt Nam chúng ta có Hà Tiên. Ta nói tới Hà Tiên thì nó chỉ có biển thôi. Thì biển Hà Tiên đó, mình xét về cái điểm nó đẹp hơn biển Rạch Giá một chút. Và ở Hà Tiên đó, nó nhỏ hơn Rạch Giá nha. Mình bây giờ mình nói về cái quy mô của cái thành phố á, thì cái thành phố Hà Tiên nó nhỏ hơn thành phố Rạch Giá. Thành phố Rạch Giá nó rộng và nó lớn và nó phát triển và nó giàu thành phố Hà Tiên. Nhưng mà nói về cái biển á, thì như thấy là biển Hà Tiên nó ok hơn biển Rạch Giá. Nó sạch hơn chút đó, nó sạch hơn chút và nó gần Phú Quốc hơn. Và cái tiềm năng du lịch nó còn rất là lớn. Mà ở Hà Tiên nó có cái hay nè bạn. Đó giờ bạn đi chùa không? Đó giờ các bạn có đi nhà thờ không? Bây giờ Hà Tiên nó có cái hay á, cái chùa, cái nhà thờ hai cái đối diện nhau vậy nè bạn, cách nhau một đường. Có người đi chùa bên này, có người đi nhà thờ bên này, tới lễ đi hai bên. Cái đó là cái nét độc đáo của Hà Tiên, có mấy chỗ khác chứ không biết nha. Hà Tiên được mệnh danh gần như là Hòn Ngọc vậy đó. Còn đảo Ngọc và Phú Quốc, hai cái này nó nằm gần nhau. Từ ở Hà Tiên bạn có thể đi phà qua Phú Quốc. Wow. Bạn có thể đi phà qua Phú Quốc. Mà nói về du lịch mà phượt như thằng Đạt á, nó hay dẫn gái đi phượt lắm bạn. Thì á, Hà Tiên nó thích hợp thôi. Tại vì ở Hà Tiên á, cái Rạch Giá hồi nãy á, nó có cái khu đô thị Phú Cường. Và nó cái thành phố nó lớn hơn. Và nó có những cái món ăn giống như bún chả cá này nọ, thì cái đó đâu chả có, cái đó không bàn, đúng không? Nhưng mà ở khi mà bạn đi du lịch á, thì bạn đâu có cần quan tâm thành phố của mày bự hay nhỏ đâu, đúng không? Còn thành phố của tao, thí dụ như bạn ở thành phố Sài Gòn rồi, thì bạn quan tâm thành phố nào bự hơn bạn đâu, không quan tâm. Mà mình quan tâm những cái điểm mà mình chơi. Những cái điểm mà mình chơi. Ở Rạch Giá nó không bằng Hà Tiên về một cái biển. Ở Hà Tiên nó có nhiều cái biển. Nó không phải là một biển thôi, mà nó nhiều chỗ chơi, hiểu không? Nó mâu thuẫn thì bạn, Hà Tiên thì nó nhỏ nhưng mà nó có nhiều chỗ bạn chơi hơn, nên Di khuyên các bạn đi Hà Tiên đi. Còn nếu mà có thời gian hãy đi Rạch Giá. Hà Tiên á nó nhỏ teo à, nó có khách sạn gì đó Di ở, Di quên, bà nó 3 sao, nó ở 3 sao thôi, phòng ốc bình thường nhưng mà nó cũng 2 triệu mấy luôn nha. Ủa, tao đọc tao có quyền mày,
Bởi nhiều khi làm ăn nó chỉ khốn nạn. Thằng Winburn á, nó cũng 2 triệu mấy. Wow. Thằng này nó cũng 2 triệu mấy. Wow. Nhưng mà qua thằng Winburn nhìn như cung điện. Tự nhiên qua này 2 triệu mấy nhìn như nhà của nô tỳ. Tại có mình nó có quyền. Có mình nó có quyền mà. Còn dịch vụ ở Hà Tiên nó kém. Nó thật á. Nghĩ sao khách sạn 3 sao sợ tốn điện. Trời đất ơi. Vô ngồi lễ tân nhỏ. Nhỏ lễ tân ngồi đổ hồi mẹ em hồi con của sao vậy em. Sao mở máy lạnh đi. Dạ chủ em dạo này làm ăn không được anh ơi. Tiết kiệm điện. Tội nhỏ. Nó thật các bạn. Ông Dượng cũng chưa về Hà Tiên đầu tôi win bên. Hà Tiên là phiếu đại gia. Hà Tiên nó có một cái con đường đi bộ ở ngoài biển. Nó có một bến tàu, nó có bến phà, nó cũng có nhiều lắm. Ở đó nó cũng có nhiều khách Tây lắm nha. Nó có Tây nhiều lắm, bạn Tây nó cũng về Hà Tiên đông lắm nha. Chả hiểu sao. Khi mà bạn ở đó thì buổi tối bạn đi du lịch trên cung đường đó, ăn hải sản, uống nước sinh tố. Mà có một cái hải sản ở đó bạn khỏi nhìn giá, nó rẻ như cho. Hà Tiên hải sản rẻ như cho. Mà dân nó thật thà mà cố luôn. Người bán á, thật thà lắm. Tới chỉ cá này nọ nói chuyện nghe cưng lắm á. À, ăn thì cứ ăn ngồi đó ăn. Ăn thoải mái xong leo xích lô đi. Wow. Xích lô thì chở bằng đi tour. À cái chỗ nãy tour gạch giá mới nó không có đúng không? Gạch giá không có, Hà Tiên có bạn. Hà Tiên mới phát triển du lịch thì có mấy người mà ban ngày người ta làm ruộng á. Người ta làm gì không biết nữa. Buổi tối người ta chạy xe xích lô kiếm tour. Nó không phải là cái xích lô. Mà nó là cái xe đạp mà kéo á bạn. Đó, một xe nó chở được 2 người. Mà xui xui nha, trời thấy mấy người chở cặp vợ chồng Tây kia. Trời đất, cô nhỏ vợ nó ăn cáp xê. Có thằng chồng uống cốc. Thằng chồng uống Coca Cola, hai người uống. Trời ơi, dân Việt Nam mình chở đúng thương luôn. Một tour vậy là 200 ngàn. Thay chở bạn đi tham quan hết này nọ kia. Trong cái Hà Tiên bà giới thiệu, ừ mặt cũ sao này nọ. Hồ nước ngọt 3 hồ. Ngày xưa ở Hà Tiên không có nước ngọt nên mặt cũ sai binh lính đào xuống hồ nước ngọt để cung cấp cho dân. Rồi sau này Việt Nam dùng đó làm di tích. Đó giới thiệu. Không mà cái hồ đẹp thiệt. Cái hồ đẹp thiệt. Nói chung là cái gia đình Hồ Mạc có công là khai phá ra cái Hà Tiên và xây dựng phát triển cái Hà Tiên nha các bạn. Thì giới thiệu chùa này chùa kia mà chùa nhỏ không à. Đó. Giới thiệu khu đô thị này nó cũng có khu đô thị. Trong cái khu đô thị thì cũng đẹp mà có cái nó nhỏ thôi. Nó cũng có công viên, cũng có vườn hoa này nó cũng ok. Đó. Nhưng mà cái ấn tượng của Duy ở Hà Tiên đó, đó là cái tiềm năng và cái biển. Thí dụ như ngoài Hà Tiên có một cái hòn đảo, đó là đảo Hải Tặc. Từ ở Hà Tiên đi ra đảo Hải Tặc mà bạn thuê tàu á, bạn đi á, nó hết khoảng chừng 40 phút, 45 phút gì đó. Đó. Một người như 50 ngàn, rẻ lắm. Bạn ra ngoài đó thì ở ngoài đảo Hải Tặc á, bộ đội đóng nhiều lắm mà không biết đóng để làm gì nữa. Bộ đội đóng nhiều lắm nha. Rồi ở ngoài đó thì cũng đang xây dựng tùm lum la hết nè. Mà chưa có hai đại gia nào đổ tiền mà xây dựng resort hết. Đó. Cái đảo đó trên đó người ta cũng có bán đồ ăn. Nhưng mà có một cái hay nè, ở trên đảo biển nó đẹp. Thường thường á, du lịch phượt người ta thích đi đảo hơn. Đó, trên đảo nó có cái nhà nghỉ, rồi nó có ăn hải sản, rồi nó có bãi biển tắm chụp hình selfie. Đối với dân phượt á thì nó chỉ cần selfie thôi. Nó selfie, nó chụp hình và nó trải nghiệm. Thì ra đảo Hải Tặc người ta đi nhiều lắm. Nó gì cũng bị đặt bon chen với đời mon men ra ngoài đó đi. Hiểu không? Đi đảo cũng đẹp, nó thật sự thì nó cũng thiên nhiên nó còn hoang sơ và biển của nó trong. Đó, đá bãi biển đá sỏi không nhìn cưng lắm. Ra ngoài đó ăn hải sản. Thật ra thì nói hải sản của nhân Hà Tiên thì nó cũng bình thường. Nói chiều cái nó tươi thôi, nó tươi mà nó sống ăn tại chỗ thôi. Chứ còn nếu mà nói về hải sản mà muốn cho ngon đó, mà cho VIP á, là phải hải sản miền Trung. Hải sản miền Nam không ăn thua các bạn. Tại vì có thể là Duy dân sành ăn quá gì khó, đúng không? Bạn có thể đi du lịch, bạn ra cái đảo, cái gì, cái bãi biển Mũi Nai hay gì đó. Nó tên là bãi Mũi Nai luôn á. Ở đó nó có đang một con đại gia nó xây resort ngoài đó mà chưa xong nha. Và cái bãi biển Mũi Nai đó, biển đó nhìn cái bãi thì nó nhỏ hơn cái bãi Dâu của Vũng Tàu. Nhưng mà nó cũng có cái thú vị mà Vũng Tàu không có. Đó, ở Vũng Tàu là bãi Dâu nó tương đối dài và đường ven biển là đường Thùy Vân á. Nó rộng, đối diện khách sạn cao đúng không? Còn cái thằng bãi biển của Hà Tiên nó hài lắm mấy bạn. Nó không có nhà cao, đường vô thì vắng. Nhìn nó hoang sơ lắm, ở trong đó người ta dựng ra những cái sạp, người ta bán hải sản.
và cái sạp đó nó nằm ngay cái bờ biển luôn. Tức là bạn ăn hải sản đi, bạn ăn tôm, ghẹ, chỗ này thì ngon hơn trên đảo Hải Tặc nha. Tại chỗ này dân tới nhiều hơn, Hải Tặc nó ngoài đảo, nó xa, còn cái chỗ này dân tới nhiều hơn. Đó, một tay bạn ăn ghẹ, một tay bạn thọt cái giò xuống. Nước biển đóng vô phụp, thấy cưng lắm mẹ. Biển đó free, hoàn toàn miễn phí, tương đối sạch. Và cái view biển đó cũng đẹp. Cái view biển đó cũng rất là ok ha. Nếu mà mình nói á, du lịch chỉ để trải nghiệm và du lịch chỉ để chơi một chút đỉnh mà trong một cái nguồn kinh phí nó thấp á, thì Hà Tiên là thích hợp quá rồi. Còn gì nữa, miền Nam có cái Hà Tiên thôi. Nó Vũng Tàu thì riết cũng chán đúng không? Nhưng mà Hà Tiên thì nó đi cái đó nó hay nha. Còn nếu mà nói về du lịch mà xa xỉ thì đi mẹ nó Phú Quốc cho rồi đi. Đúng không? Nếu mà bạn nói bằng du lịch mà kiểu đại gia, tôi đi tôi dẫn một chân dài, tôi đi tôi hèn đẳng cấp, thôi Hà Tiên không thích hợp, không có dễ chơi hết á. Đúng không? Một là cái bãi biển Mũi Nai đó cũng không phù hợp để bạn dẫn đào. Đào không lẽ ra đó rồi ăn người ta địa chùa ba. Ở ngoài đó thằng Nhân Đạt nhiều lắm. Ở ngoài đó mình ăn bồ mình mặc tiếp đầm đùi trắng này nọ kia. Má mình lo mình hóc mỏ mình ăn không mà bồ mình kia địa. Nhìn á ghét lỗ. Không được. Và mấy cái đảo Hải Tặc nó cũng không phù hợp nữa. Nó bình dân lắm. Đó. Còn nói chung là cả cái Hà Tiên nó là du lịch bình dân. Nó du lịch bình dân đến nộ mà cái nhà trọ có 200.000, 300.000 một đêm mà 6 thằng Tây nó xe phòng mà. Nghe nó không sợ nữa thôi chứ có hết đó. Ngay trong cái chợ Hà Tiên, chợ đêm nó kêu là chợ Hà Tiên luôn. Trong đó nó có một khách sạn, tàu nó có gì rõ ràng thấy mắt 6 thằng Tây nó lên một phòng luôn. Nó lấy một cái chìa khóa để tầng nó lên một phòng luôn. Trời ơi thua. Làm du lịch mà gặp cái bọn này thôi sao khá, đúng không? Thường thường khách sạn một nam một nữ đủ chỉ tiêu rồi. 6 thằng nó ngồi nó hùng là nó xe phòng. Không được. Nên Hà Tiên chỉ là du lịch bình dân thôi. Mà ngoài cái bãi biển Mũi Nai gì đó như nói á, ở dài dài cái đường mà đi vô Hà Tiên đó, nó còn nhiều cái chỗ mà tự phát nữa. Cái chỗ đó dân nó cũng tắm luôn. Đó, dân cũng tắm. Nó và hải sản cũng bán. Nói chung là ăn nhiều chỗ đó, giá rẻ, giá cả rất là rẻ rẻ bình dân. Không mắc. Ra Phú Quốc chặt đẹp. Mà Hà Tiên cách Phú Quốc có một cái biển nhỏ à. Có biển nhỏ thôi. Đúng không? Nhưng mà cái điều mà Duy nói đó là Hà Tiên nó có tiềm năng như này bạn. Thường thường á, nếu mà nói về du lịch khi mà bạn đi thế giới nước ngoài nhiều á, là người ta khai thác du lịch trên biển nó rất là mạnh. Chứ không phải là chỉ là bãi biển. Đúng chưa? Cái bãi biển bạn phát triển tốt là đẹp, nhưng mà nó còn trên biển nữa. Trên biển thì là gì? Là cano nó chạy, tàu nó chạy, đúng không? Dù nó đu này nọ kia, trượt dán này nọ kia. Đó. Thì sau này á, cái Phú Quốc nó làm xong và cái Hà Tiên có đại gia đầu tư một cái một, bạn sẽ thấy hai bên bờ nó chạy tới chạy lui vậy nè. Nhìn nó đẹp mắt lắm, nhìn nó đã lắm. Đúng không? Bây giờ nó chưa có thì đi phà. Chứ thiệt cái đó mà chơi phải chơi tàu cao tốc này nọ, chạy những ngầu du thuyền đồ bạn. Du thuyền đồ nữa nha. Mà ở Hà Tiên hay là Kiên Giang chưa có mấy đó. Mình chơi là phải có du thuyền đúng không? Du thuyền như sông Sài Gòn vậy đó. Đó, một lần thằng lên 1 triệu thôi ăn buffet. Đúng không? 1 triệu dư sức. Đã đi ăn buffet ở Sài Gòn hết 1 triệu rồi, vô trong trọng nóng thấy mẹ. Đúng không? Còn bây giờ mình ăn trên du thuyền. Đúng không? Mình múa những cái điệu múa của quê hương. Hát nhạc sống này nọ, có ca sĩ trình bày. Vừa ăn vừa ngắm biển, vừa lên mạng tàu Titanic. Đúng không? Có 1 triệu hợp lý. Nên cái khai thác du lịch biển của Hà Tiên nó cũng chưa tốt. Hy vọng là sau này nó sẽ tốt rồi, nó cân bằng cái bờ Phú Quốc bên kia, nó đẩy cái du lịch miền Nam lên. Nói thiệt với bạn, ở miền Nam mà muốn cự với thằng Nha Trang với thằng Đà Nẵng, chỉ có mỗi thằng Phú Quốc với Hà Tiên, không còn ai nữa. Chúng Tàu là thua. Chúng Tàu không có tuổi gì chứ. Chúng Tàu người ta đi nhiều, chẳng qua nó gần Sài Gòn thôi. Đó. Chứ sau này cái khu đô thị lấn biển mà ông Dượng ông đầu tư 10 tỷ đô đó, mà nó xong một cái như nghĩ là rồi ta đi Cần Giờ hết rồi chứ ai đi Vũng Tàu chi nữa. Vũng Tàu đó là vệ tinh nha. Nên du lịch biển á, ở miền Trung người ta bào tiền nhiều hơn, ở miền Nam không bằng. Cái Hà Tiên này thua. Hà Tiên du lịch bình dân thôi chứ cũng chả có đại gia nào về Hà Tiên mà xài tiền cỏ rác hết đó. Đại gia nó ra Phú Quốc, thấy không? Phú Quốc cái giá khách sạn nó cao hơn. Marriott một đêm gần 10 triệu bạn, Winburn Phú Quốc 6 triệu, đúng không? Cũng là ngủ một đêm thôi. Còn ở Hà Tiên này mình nó độc quyền, nó lấy 2 triệu mấy đó. Nhưng mà khi du lịch, cái tâm lý của Duy á, ví dụ như Duy là người du lịch đi,
Duy sẽ đi tùm lum hết, chứ Duy không ở một chỗ. Ví dụ như Duy ở Phú Quốc xong rồi Duy làm gì? Đi qua Hà Tiên chơi. Đi qua Hà Tiên, alo mày đi qua Hà Tiên nhiêu phút kìa? Ờ đi Hà Tiên 15 phút mà. Giờ có tàu không? Đợi sáng mai đi anh. Nghe hết muốn đi luôn. Mà ở Việt Nam mình là chúa vậy luôn các bạn. Tối ngày á, muốn đi qua chỗ kia có tàu không? Sáng mai tàu mới chạy. Bây giờ có tàu về không? Hết rồi anh ở ngủ ở đây đi. Anh lên đảo Hải Tặc ha. Anh lên đảo Hải Tặc thôi, giờ 4 giờ tàu nó hết chạy rồi anh ngủ lại mai về. Đúng vậy không ha. Mà vẫn là cái bài toán thu hút du lịch nữa. Cái chỗ ông phải có cái gì ông mới thu hút được. Cả một cái Hà Tiên con chả con đại gia nào đầu tư cái resort ra hồn hết. Sao thu hút được đúng không? Đúng không? Nhà nước phải tư nhân hóa đi. Nó cho doanh nghiệp nó thuê 1/4 đảo. Đó, để làm một cái resort. Đó, thấy không? Phải cho doanh nghiệp người ta thuê một cái bãi biển nó dài từ đây tới đây. Trong vòng 50 năm hay 70 năm gì đó. Để người ta đầu tư, người ta cải tạo biển. Đúng không? Ông nào sung nữa làm cáp treo đi qua biển luôn đi. Wow. Giống như ngoài Nha Trang vậy đó. Từ ở ngoài Nha Trang mà đi qua Winberland đó, đi cáp treo. Wow. Nó mới sơm được, đúng không? Tại vì cái du lịch đó là cái ngành công nghiệp không khói. Đó là cái ngành dịch vụ mà cái ngành mang lại tăng trưởng GDP cao. Đúng không? Đúng không? Mình phải làm du lịch cho Thái Lan nó bớt ho đi chứ. Thái Lan xấu quá mà du lịch nó phát triển. Việt Nam mình đẹp thế này mà du lịch không phát triển. Hoặc phát triển thua nó chứ không phải phát triển. Đó. Nên cái tiềm năng của Hà Tiên nó sẽ lớn hơn so với tiềm năng Rạch Giá nhiều. Rạch Giá là thành phố để ở, còn Duy thấy Hà Tiên là thành phố có thể phát triển được du lịch. Đó, nhưng mà nói gì thì nói, phải làm mấy cái đường quốc lộ dẫn vô Hà Tiên cho nó bự ra nha. Đó, tại vì ở bên Rạch Giá đi qua Hà Tiên quốc lộ 80C hay 88 gì đó, nó nhỏ xíu. Rồi từ Hà Tiên mà đi vòng về Châu Đốc cũng nhỏ xíu. Không có được, chán lắm. Đó, nên cái vấn đề tiềm năng đó là nó có. Nhưng mà chúng ta chưa phát triển được. Nó tóm lại, ở Hà Tiên sẽ là một cái điểm đến tuyệt vời cho các bạn muốn trải nghiệm biển miền Nam. Ở Hà Tiên có độ đẹp của biển, đó. Có hải sản, có nhà trọ, có những khách sạn, có chỗ để bạn chơi. Nhưng mà có vấn đề là chưa khai thác được tối đa thôi. Còn về cá nhân của Duy thấy á, Duy đi nhiều rồi. Duy thấy là cái Hà Tiên á, nó đẹp hơn cái Vũng Tàu. Cái Vũng Tàu thì cái biển nó rộng hơn, với thành phố Vũng Tàu nó phát triển mạnh. Thành phố Vũng Tàu nó giàu hơn, nó phát triển nhiều hơn thì thấy vậy. Chứ còn nếu mà nói về biển, Hà Tiên nó đẹp lắm. Mà mình chưa có khai thác được nên giờ nó cứ lèn tèn vậy đó. Phú Quốc cũng vậy, bạn ra Phú Quốc đi. Bạn sẽ thấy là Phú Quốc á, nó xây dựng rất là nhiều cần cẩu. Đúng không? Nên trong cái chương trình live stream của Duy Nguyễn đã từng nói rồi. Muốn xác định hay muốn biết cái thành phố đó nó giàu hay nó nghèo, các bạn cứ đếm số lượng cần cẩu của nó. Số lượng cần cẩu của nó càng lớn, tức là thành phố nó càng phát triển và nó càng giàu, nó càng năng động trong tương lai. Đó, thì chúng ta cứ chờ một cái Hà Tiên nó phát triển. Tại vì Hà Tiên nó có rất nhiều tiềm năng. Còn các bạn có thể đi du lịch phượt về Hà Tiên. Đó, có thể cho gia đình những cái kỳ nghỉ về Hà Tiên. Đó, có thể đi tour cũng được, không thì thôi thuê xe đò, thuê xe khách, không thì đi bộ, đi xe đò xong thì dưới đi xe máy. Nghe không?